giống như nhiều đặc điểm khác trên cơ thể, hình dạng cậu nhỏ của mỗi nam giới cũng sẽ có sự khác nhau. Trong quá trình tư vấn, thanh ngân nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề này. Thưa chuyên gia, cậu nhỏ bị cong, cong sang trái, cong sang phải, bị vẹo thì có làm sao không? Quan hệ với cậu nhỏ bị cong thì người phụ nữ có đạt được khoái cảm không? Phụ nữ thích cậu nhỏ cong hơn hay thẳng hơn? Cậu nhỏ có gốc to, đầu nhỏ, đầu to, gốc nhỏ làm thế nào để giúp cậu nhỏ cân đối hơn? Nhận thấy là nam giới không chỉ quan tâm đến kích thước, chiều dài, chu vi của cậu nhỏ mà còn quan tâm đến hình dạng của cậu nhỏ rất là nhiều và gần như là nam giới không biết vận dụng những cái tư thế làm sao để có thể phát huy được những ưu nhược điểm của từng hình dạng cậu nhỏ khác nhau như vậy. Thì trong video ngày hôm nay, thứ nhất chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá 6 hình dạng khác nhau của cậu nhỏ, xem là mỗi nam giới có những hình dạng đặc thù như thế nào và sẽ áp dụng những tư thế nào để để có thể đem lại cảm giác thăng hoa tuyệt vời nhất cho cả hai. Hình dạng thứ nhất, cậu nhỏ cong lên trên đây là dạng cậu nhỏ cong hướng lên trên trông giống như trái chuối thường là khi ở trạng thái cương cứng cậu nhỏ có hình dạng này là một lợi thế lớn giúp kích thích đến hầu hết những điểm tạo cửa khoái bên trong người phụ nữ như điểm g điểm a tuyến tiền liệt hay p spot tư thế quan hệ nên chọn bạn nên chọn những tư thế quan hệ mặt Đối mặt, ví dụ kiểu truyền thống hoặc bất kỳ tư thế biến thể nào để có thể tạo khoái cảm mãnh liệt, các tư thế này hoàn toàn có thể áp dụng cả quan hệ đường âm đạo và quan hệ đường hậu môn. Hình dạng thứ hai, cậu nhỏ cong xuống dưới, cũng giống như hình dạng ở trên nhưng ở đây cậu nhỏ cong hướng xuống dưới, giống như khi bạn úp quả chuối xuống vậy. Hình dạng này cũng chỉ rõ rệt khi ở trạng thái cưng cứng. Tư thế quan hệ nên chọn với hình dạng cậu nhỏ này thì bạn nên thử những tư thế thâm nhập từ phía sau để kích thích điểm A, điểm G và điểm P một cách dễ dàng. Ví dụ như tư thế doggy G hoặc cao bồi ngược, nam sẽ nằm ngửa để nữ ngồi lên trên và quay lưng lại. Hình dạng thứ ba, cậu nhỏ hình chữ C, cậu nhỏ hình chữ C là cậu nhỏ cong sang bên phải. Với những nam giới có cậu nhỏ hình dạng này thì sẽ cần phải điều chỉnh một chút góc độ khi thâm nhập. Các tư thế cho phép hướng đường cong về phía thành trước của âm đạo hoặc trực tràng cũng sẽ tạo được cái sự kích thích mạnh mẽ tương tự với cậu nhỏ có hình dạng cong lên và tư thế quan hệ nên chọn có thể áp dụng tư thế sau. Nam sẽ nằm nghiêng để cho cậu nhỏ cong hướng lên trên và nữ sẽ nằm ngửa gác hai chân lên trên hông của đối phương hai người sẽ tạo thành hình chữ t tư thế này có thể áp dụng cho cả quan hệ đường âm đạo hoặc đường hậu môn nhiều nam giới đặt câu hỏi vậy nếu cậu nhỏ có hình dạng cong cong lên trên cong xuống dưới cong sang trái cong sang phải hay bị vẹo thì có sao không có quan hệ được hay không. Điều này phụ thuộc vào chính cảm nhận của các bạn trong quá trình quan hệ. Nếu như cậu nhỏ có hình dạng bị cong mà các bạn xâm nhập ở bên trong vẫn rất dễ dàng và trong suốt quá trình ân ái không bị đau đớn hay không gặp bất cứ một khó khăn nào thì không sao cả. Và thông thường trong tất cả những trường hợp Thanh Hương từng tư vấn khi cậu nhỏ bị cong thì nam giới vẫn quan hệ bình thường. Còn một số trường hợp xâm nhập vào đã cảm thấy khó khăn. Nếu như cố đưa vào bị đau hoặc trong suốt quá trình ân ái, cậu nhỏ có cảm giác bị đau buốt khó chịu, thậm chí là không thể tiếp tục kéo dài cuộc yêu. Thì những trường hợp như vậy các bạn phải ngay lập tức đến các cơ sở y tế uy tín để thăm khám kiểm tra cũng như có sự điều chỉnh kịp thời. Cậu nhỏ cong quá nó cũng gây những khó khăn thì chúng ta sẽ có những cái biện pháp để cải thiện cho nó thẳng hơn chứ không có vấn đề gì quá nghiêm trọng các bạn nhé. Hình dạng thứ tư, cậu nhỏ thẳng. Cậu nhỏ thẳng là cậu nhỏ không có độ cong từ phần gốc lên đầu, hoặc có thì cũng chỉ cong rất nhẹ không đáng kể, không có sự khác biệt mấy về chu vi xuyên suốt. Tư thế quan hệ nên chọn với hình dạng cậu nhỏ thẳng thì bạn có thể áp dụng bất kỳ tư thế nào mà bạn cảm thấy dễ dàng tiếp cận đến các vị trí nhạy cảm. Hình dạng thứ năm gốc lớn và đầu hẹp. Đây là dạng cậu nhỏ có phần gốc lớn và thuôn nhỏ dần về phía đầu. Các bạn thấy giống củ cà rốt không? Giống như các hình dạng khác thì dạng cậu nhỏ này cũng sẽ có một số lợi thế. Phần đầu hẹp sẽ giúp cho việc xâm nhập vào dễ dàng hơn và phần gốc lớn sẽ tạo được cái sự kích thích mạnh mẽ hơn khi đi sâu vào bên trong. Vì cái phần cửa cô bé bao giờ cũng sẽ khít hơn, tạo cái độ ma sát mạnh. Nhờ đó cậu nhỏ có cảm giác bị mút chặt hơn, vô cùng kích thích. Xuất tinh sớm, yếu sinh lý từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh của nam giới và tình trạng này ngày càng trở nên phổ biến. Nó không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản mà còn khiến cho đời sống chăn gối vợ chồng mất đi sự hòa hợp. Có rất nhiều câu chuyện vợ ngoại tình chỉ vì chồng bị xuất tinh sớm 1 2 phút đã ra hoặc yếu sinh lý đang yêu thì cậu nhỏ lại xìu khiến vợ bị hụt hẫng không được thăng hoa. Trước thực trạng đó, Thanh Hương cùng với đội ngũ chuyên gia đầu ngành đã nghiên cứu và cho ra đời hai dòng sản phẩm tăng cường sinh lực cho nam giới Man Plus và Man Plus Gold. Không chỉ giúp nam giới cải thiện về sức khỏe mà còn giúp cho đời sống chăn gối vợ chồng thăng hoa viên mãn hơn. Sản phẩm được chiết xuất 100% từ các loại cao thảo dược quý hiếm như dâm dương hoắc, nhục thung dung, bá bệnh, bạch tật lê, sâm cao, ba kích, nấm tỏa hương, nhân sâm, đông trùng hạ thảo có tác dụng bổ thận, tráng dương, sinh tinh, bổ huyết, giúp nam giới cải thiện thời gian của yêu theo mong muốn, tăng sản sinh testosteron nội sinh, khắc phục tình trạng khó cương, cậu nhỏ không còn lo gặp tình trạng bị xìu giữa chừng. Phục hồi sinh lực sau mỗi lần xuất tinh nhanh hơn, làm chậm quá trình mãn dục. Đối với những nam giới đang trong độ tuổi sinh sản còn giúp tăng chất lượng và số lượng tinh trùng, góp phần tăng tỷ lệ thụ thai. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền đạt chuẩn GMP và đã được Bộ Y tế kiểm định, cấp phép lưu hành nên các bạn hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Man Plus và Man Blood Gold giúp nam giới lấy lại bản lĩnh phái mạnh hình dạng thứ sáu gốc hẹp và đầu lớn. Dạng cậu nhỏ này có hình giống như cây nấm với phần thân thuôn dài và phần đầu lớn. Đường kính lớn của phần đầu cậu nhỏ sẽ tạo sự kích thích mạnh mẽ lên thành âm đạo hoặc trực tràng và mang lại cảm giác mãnh liệt cho cả hai. Tư thế quan hệ nên chọn. Bạn nên chọn các tư thế mà đối phương có thể mở rộng chân, giúp cho việc xâm nhập dễ dàng hơn, đồng thời kích thích âm vật cùng một lúc tạo cảm giác mạnh hơn. Sau khi nghe Thanh Hương chia sẻ về 6 hình dạng khác nhau của cậu nhỏ, các bạn đã tự nhận biết được cậu nhỏ của mình thuộc hình dạng nào hay chưa? Hãy comment ở dưới video này xem là mình thuộc hình dạng thứ nhất thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm hay là thứ sáu. Thanh Hương biết là có rất nhiều nam giới đang cảm thấy tự ti về hình dạng cậu nhỏ của mình. Mình không được may mắn sở hữu cậu nhỏ có hình dạng thẳng, có thể áp dụng tất cả các tư thế, kỹ năng nhưng mà các bạn cũng thấy nếu như mà cậu nhỏ cong lên trên cong xuống dưới hay gốc to đầu nhỏ gốc nhỏ đầu to thì cũng có những cái lợi thế nhất định mà cậu nhỏ hình dạng thẳng lại không có được vì vậy chớ vội tự ti hãy nghe hết video của thanh hương ngày hôm nay nghe đi nghe lại để xem là mỗi một hình dạng chúng ta nên áp dụng tư thế nào để đem lại cảm giác thăng hoa tuyệt vời nhất cho cả hai nếu như các bạn thấy video ngày hôm nay hữu ích thì hãy like và chia sẻ thật nhiều đồng thời nhấn vào nút đăng ký cũng như biểu tượng quả chuông để ủng hộ thanh hương ra thật nhiều video hơn nữa và nếu như các bạn có bất cứ câu hỏi hay thắc mắc nào hãy comment ở dưới video này thanh hương sẽ tiếp thu và làm video giải đáp cho các bạn còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại